cơ quan công an vừa phát hiện phó hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Thắng, H. Bắc Nậm, Bắc Cạn cùng một giáo viên và hai người khác đang sử dụng ma túy ngay tại trường. Chiều 19 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết Công an H. Bắc Nậm đang làm rõ việc một phó hiệu trưởng cùng các giáo viên mở tiệc ma túy ngay tại phòng làm việc. Cụ thể, khoảng 22 giờ tối 17 tháng 9, Công an H. Bắc Nậm ập vào bắt quả tang ông Dương Xuân Kiểm, 52 tuổi, phó hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Thắng, H. Bắc Nậm đang có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài công kiểm còn có ông Lý Nguyên Bảo, 47 tuổi, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Thắng, Mồng Văn Duy, 32 tuổi và Mã Văn Đới cùng chú tại H. Bắc Nậm đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở cũng là phòng làm việc của ông Kiểm tại trường. Lực lượng chức năng thu giữ 7 cục nhựa thuốc phiện, 2 lọ sái thuốc phiện, 1 gậy điện, 1 bộ dụng cụ sử dụng thuốc phiện, 4 điện thoại di động và 418.000 đồng. Qua xét nghiệm, cả 4 người trên đều có kết quả dương tính với chất ma túy. Trao đổi với thanh niên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân H. Bắc Nậm cho biết Công an H. Bắc Nậm đang tạm giữ ông Kiểm để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.